biệt Quan Họ yêu thương. Xin mời quý vị các bạn thưởng thức thêm một ca khúc dân ca Quan Họ Bắc Ninh nữa. Ca khúc mang tên Mười Nhớ do một bạn trong nhóm sinh viên Công giáo Bắc Ninh trình bày. Xin một tràng pháo tay ạ. Mời em nhớ đôi bạn chúng mình. Xin các bạn và nhớ không nhé. Xin mời cây đa quán dốc. Thank you.
Sau đây là một ca khúc mang đậm chất trữ tình của người Kinh Bắc. Một ca khúc mà khi nghe thì ca khúc này ai ai cũng cảm thấy trong lòng một nỗi xuyến sao nhớ về xứ Kinh Bắc. Sau đây là ca khúc Xã Bạn do ca sĩ Đinh Hoài Áo hát đồng. Người mẹ tôi vẫn trông theo, trong nước nước chảy trong vèo vèo trôi. Thì vật để tôi nhắn tái hồi, yêu tôi xin chờ đúng rồi với mày. Phát triển từ một bài thơ dân gian, bài hát thường được cất lên vào lúc buồn tàn khi ra bài. Có thể bên Việt Anh cũng đồng chí hát, bài hát nghe ra diết thần thoảng như một níu kéo người ở lại. Tình cảm của người hát với người nghe không chỉ thể hiện ở một câu hát mà câu gọi, mà thể hiện cả trong những câu dặn dò. Đến khi quý vị và các bạn chương trình đêm nhạc kể đến văn học hương thư, cô giáo sinh viên, cô giáo Bắc Ninh xin được khép lại tại đây với bằng màn chúc mừng sinh nhật. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúc đánh ca tôi. Cho sống như tôi phải đi qua.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.